Gà hấp gụ, bạn đã từng làm món này chưa? Nếu chưa thì cùng Thọ trải nghiệm làm thử món này nha. Các bạn mua con gà về sơ chế sạch sẽ để cho ráo nước. Kế đó các bạn ướp đường, bột ngọt, muối, tiêu, tỏi thơm. Khi các bạn ướp gà xong, để cho gà nghỉ 30 phút cho gà ngấm gia vị. Trong thời gian chờ đợi thì mẹ Thọ lột tỏi. Gà hấp gụ mà có tỏi vào ăn béo béo, bùi bùi, ngọt ngọt, giúp gà hấp gụ ngon hơn. 30 phút đã trôi qua, các bạn cho gà vào nồi, cho tất cả những gia vị hồi nãy mình ướp bỏ vào nồi luôn. Cho gụ vào, cho tỏi nguyên củ vào, đậy nắp lại. Gà hấp gụ các bạn không nên thêm nước, bởi vì trong thời gian hấp gà, gà sẽ tự ra nước nè. Các bạn hấp ghiêu ghiêu lửa trong vòng 30 phút, gà sẽ chín. Yêu cầu thành phẩm của món gà hấp gụ thịt săn chắc, da vàng ôm và thơm, mùi đặc trưng của rượu. Gà hấp gụ mà chấm với muối ớt thì còn gì bằng nữa anh em. Chai muối ớt Thọ đang cầm là chai muối ớt đỏ chẩm chéo. Họ săn sale trên TikTok shop ba chai như thế này nè, có hơn 100 cành nè, phi ship nữa anh em. Hương vị của muối ớt chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay. Chấm vô một miếng gà, cắn một cái, ngon nhất nách. Combo muối ớt này Thọ mua 3 loại: muối ớt xanh lá chanh, muối ớt đỏ chẩm chéo và cuối cùng muối ớt xiêm đặc sản. Và đặc biệt muối ớt cây vừa, trẻ em người lớn đều ăn được nha. Muối ớt không những chấm gà không đâu, mà còn chấm các loại hải sản và đồ nướng nữa. Bây giờ Thọ mời cả nhà ăn gà hấp gụ online cùng gia đình Thọ nha.